Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong cái video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Thì đến thời điểm này thì rất nhiều cái video về cập nhật về vườn táo các bạn nhé. Đó, táo thì thời điểm này đó là thời điểm mà gọi bà con Lục Ngạn quê mình đang tích cực đầu tư chăm sóc công sức tiền của và đủ các loại vào để đón vụ 2023 này. Nhưng mà cũng không quên đó là quay trở lại vải nhé. Vải cái thời điểm này cũng rất là quan trọng các bạn ạ. Vải thiều Lục Ngạn đó là khoanh làm sao để cho nó ra hoa mùa tới. Còn nếu bây giờ nó mà ra lọc là cũng hơi căng, hoặc nếu mà nó không ra hoa cho vụ tới là cũng cực kỳ mất mùa, là lại đói, phải không các bạn? Đó, thì ở trong video này mình lên thăm vườn này và xem là cái mức độ này đã khoanh được chưa các bạn nhé. Đấy, thì cái cây này mình chưa khoanh, ở khu này là mình chưa khoanh các bạn nhé. Tất cả khu này chưa khoanh, lá thì tương đối là già rồi các bạn này. Cặp lá giòn rồi này, đó, lá giòn rồi, khoanh được rồi. Và hai là một cái điều kiện nữa là các bạn nhìn này, đầu bốp rồi lại muốn mọc, lại muốn lên lớp nữa này, đó, cực kỳ cũng. Thì có mấy cái vấn đề. Đây, cái chỗ này thứ nhất là thăm qua nhưng đó nó muốn thêm đẩy thêm muốn lập thứ tư nữa đây. Đấy, nếu mà lập thứ tư năm nay, hôm nay thì đang là cũng là những cái ngày mới là gọi là 22 tháng 9 âm thôi các bạn ạ. Nó 2 tháng 9 thì 2023 nhé. Thì rất nhiều các bạn, các anh chị đã khoanh rồi. Vải u hồng và vải các loại vải sớm thì khoanh rồi, nhưng thanh hà thì đã rất nhiều nhà khoanh nhé, khoanh để hãm. Đó. Thì với cái tiêu chí là ông thanh hà này này, khoanh thì phải khoanh già một chút, tức là lá già một chút. Còn vải thiều chính vụ thì khoanh non một chút, tức là lá có thể non non một chút thì đã khoanh rồi. Thế nhưng với thời điểm này thì nhiều nhà đã khoanh nhé. Có thể là so với mọi năm, so với thời tiết gọi là đồng chí đấy, thì nhiều nhà, nhiều bác cũng cứ dựa vào cái, tóm lại mỗi nhà một kinh nghiệm, mỗi người một cách làm, mỗi người một cái gọi là cách làm riêng. Thế nhưng mà người thì dựa vào đồng chí trước 20 ngày, người thì dựa vào 20 tháng 11. Đấy, trước 20 tháng 11 20 ngày hoặc là tầm đó thì là khoanh được. Đấy, thì nói chung là nhiều kiểu lắm. Hai là có một số bác nữa thì bây giờ đã vỡ đầu rồi, lại kích thêm để lên lập thứ tư ấy. Đấy. Thì của mình đây, mình lên đây khả năng là tầm khoảng từ giờ đến cuối tháng, gọi một tuần nữa nhé, một tuần nữa thì mình sẽ khoanh cho nó già hẳn đi. Đây, khu bên này thì cũng cơ bản rồi. Đấy, thì còn của các bạn khoanh chưa? Khoanh và rất nhiều bạn đã tỉa cành ở phía trong rồi. Đó là tỉa cành đầu cành này. Hôm nay thì thời tiết nó đang mưa, gọi chỗ mưa ẩm ẩm một chút. Đấy, và đương nhiên cái thời tiết mưa ẩm này mà những cái lớp lọc nào nó đã đủ lọc rồi là nó lại đẩy thêm một lớp nữa. Mà lớp nữa thì nếu kích nhanh thì vẫn kịp. Đấy, kích nhanh thì may ra kịp các bạn nhé. Kích nhanh thì kịp. Còn nếu bây giờ mà nó đã đỏ đỏ hung hung thì cũng yên tâm, không vấn đề gì cả. Đấy. Bây giờ nó ra lớp nữa là tương đối là già, là dài lọc, dài cây đấy các bạn. Khoảng một tuần nữa thì khoanh tầm lớp lọc này. Nên là khoanh thì nó cũng phải tùy theo lớp lọc này, tùy theo thầy, tùy theo cái vườn của mình ấy. Tại vì mỗi người một cách mà, mỗi người một cách làm mà. Đó. Đấy, thì lên qua đây đây. Những cái này thì vẫn hơi non non này, nhưng mà sờ thì bẻ cũng đã tương đối giòn rồi, gọi là già rồi. Lá cũng chuyển sang màu xanh rồi. Ồ, và lạ thật đấy các bạn ạ. Vẫn có nhện đỏ luôn ở trên lá luôn này. Khả năng này, các bạn lưu ý nhé, nhện đỏ ở trên lá vải luôn này, chứ không phải ở lá táo đâu. Đây, nhện đỏ đây. Cực kỳ nhiều luôn, mới ra lọn non nhé. Khả năng là phải xử lý cả, các bạn xử lý nhện đỏ tại lọc vải, tại lá vải đi nhé. Cực kỳ nhiều luôn này, mình bất ngờ thật đấy. Bởi vì năm ngoái thì nhện đỏ mới bắt đầu thấy xuất hiện ở trên vải thôi. Nhưng bây giờ thì nó xuất hiện, tức là năm vừa rồi là xuất hiện ở lúc mà thời kỳ có quả ấy. Nhưng bây giờ nó xuất hiện gọi là thời kỳ cả lá non nữa này, cực kỳ nhiều nhện đỏ. Sợ thật. Ôi. Bây giờ mình mới để ý kỹ. Đấy, khả năng phải xử lý các bạn ơi. Nhện đỏ nhiều thế. Quá nhiều nhện đỏ rồi. Phải xử lý thôi chứ không là hỏng, bởi vì bản thân trước đây nhện đỏ nó chủ yếu cây có múi, cam bưởi, xong đến táo, và bây giờ thì chuyển sang vải rồi. Đấy, và bao năm nay, lần đầu tiên năm nay mình mới thấy xuất hiện đấy nhé. Còn không biết là các bạn thấy lâu chưa? Đây, hàng tổ luôn các bạn ạ.
Đó, hành tổ nhện đỏ luôn này. Đó, trứng của nó trắng luôn này. Và con của nó đây. Đấy, vẫn đang bò lồm ngồm này, các bạn nhìn thấy rõ không? Cực kỳ nhiều nhá, phải xử lý thôi. Đó, thì khả năng là hết mưa ráo ráo này thì mình sẽ cho phun nhện đỏ đi. Ở các vườn thì lát mình sẽ ra thăm nữa xem cụ thể thế nào, để xem có nhiều nhện đỏ không để phun một loạt luôn nhé. Đó. Còn khoanh thì đặt vòng thì có lẽ là chờ tuần sau mình sẽ cho, mình sẽ đặt nhé, sẽ khoanh gốc. Đó. Còn tỉa thì khô ráo thì sẽ tỉa những cái cành ở phía trong này các bạn này. Này, tỉa những cành phía trong này đi này. Đó, nó thích để trong thân thì để, tức là để ra hoa lớp lọc ở trong thân ấy, thì để ở phía bên này thì đầu nó đen hơn thì yên tâm hơn các bạn này. Còn phía cây ở phía ngoài cái thì đầu nó bốp rồi, câu cây ở phía ngoài khả năng là nó đang lên ấy, đang lên lớp lọc 4 ấy. Còn phía trong này thì vẫn còn đang đen đầu nhé, đầu nó nhỏ kim này thì yên tâm hơn này. Đó, đây đầu nó kim này. Wow, còn đây là cái gọi là chùm nhện đỏ các bạn này, chùm nhện đỏ này. Cái khu này này lá nó bạc hết này. Đó, đây các bạn nhìn này, cái lá nó chưa có nhện đỏ hoặc là nó vẫn còn ok thì nó màu xanh như này này, còn lá có nhện đỏ này nó chuyển sang màu vàng này. Nó màu vàng này, màu vàng 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 xám xám này. Đó, toàn bộ là nhện đỏ hết này, khủng khiếp thật đấy. Đấy, trước đây thì nhện đỏ nó ở các loại cây khác, không có cây vải, nhưng đúng năm nay thì xuất hiện lan cực mạnh luôn. Khả năng là phải xử lý sớm trước khi mà cây có hoa mùa này. Đó, phải xử lý rồi. Wow, nó lan khắp vườn luôn các bạn ạ. Chỗ nào cũng thấy nhện đỏ chứ. Đây cũng thế này. Đó, đây, toàn bộ là tổ đây. Đó, quá nhiều luôn chứ. Rồi, đấy còn tỉa thì sau tỉa bớt cành đi các bạn nhé. Tỉa bớt cây cành ở phía trong này đi này. Nhưng bây giờ đang ướt thì vặt nó rất là ướt người, ướt lá luôn. Nên là thôi, cứ từ từ ạ. Sẽ vặt sau nhé. Gọi là dạo dạo quanh một vòng cái vườn nhà mình rồi. Thì giờ mình mời các bạn lên cái vườn nha. Ông chú họ mình ở trên đồi này. Ở phía trên này thì thấy thí mình vừa bảo là em nó khoanh rồi nhưng vẫn đang lên lọc và đang kích nhá. Vậy cụ thể xem mức độ thế nào nhé. Khoanh rồi nhưng vẫn lên. Ui, táo trên này thì quá khủng luôn. Gọi là hàng bi kẹ. Đó, giờ lên đồi. Đó, những cái đồi này cực kỳ rộng luôn nhé. Nếu được mùa thì được chục tấn là bình thường. Đó, đây. Xem mức độ khoanh chưa. À, khoanh thật rồi các bạn ạ. Khoanh rồi nhưng vẫn lên đấy. Khoanh rồi nhưng vẫn lên và lên là lại đang kích. Đây các bạn ơi, lốt khoanh mới đây. Wow. Đây, khoanh đây. Không biết là khoanh từ hôm nào. Đó, đây, khoanh mới đây. Khoanh mới đây. Ô, khoanh này còn đẩy cả má lựa ra rồi các bạn ạ. Đây, đẩy hết cả má lựa ra rồi này. Không biết là khoanh khá sớm đấy. Wow, đây. Còn đang bơm nước tưới gì trên này. Vừa khoanh xong đã tích. Đây, khoanh hết này. Hôm nay lịch dương thì mới là mùng 4 tháng 11 các bạn ạ. Âm nghĩa là 22 thôi, à 21 thôi. Đây, khoanh hết rồi, toàn bộ là khoanh rồi mà. Xem nào, mức độ đầu lọc ở phía trên. Linh ơi, wow, đây cô em đang tưới trên này rồi. Em khoanh bây giờ lại đang tưới à? Cái này em khoanh lâu chưa đấy? Cái chỗ này khoanh tuần trước à hay là khoanh được chùng ngày chưa? Chùng ngày à? Wow. Toàn bộ chỗ này là em cũng ghép sang Thanh Hà như hết rồi đấy, phải không? À chỗ này, à chỗ này chưa khoanh nhưng tự kích lên à? Wow, chỗ này cảm giác lộc nó hơi đuối nhỉ? À, lộc nó hơi đuối thật. Thế gần như là khoanh hết vườn làm gì phải không? Đó, đây. Đang tưới để kích.
bây giờ tưới và rắc đạm thì nó sẽ lên tương đối nhanh. Đây, cái phần cái này để kích cái lớp này này các bạn. Đó, và cái lớp này này. Cái giờ thì các bạn muốn cho nó lọc lên nhanh thì các bạn chỉ cho nắm đạm thôi. À, cộng thêm ít bón lá nữa vào thì lá sẽ ra nhanh và nhanh ra và nhanh ban nhé. Đó, và tưới nước nữa. Tưới nước. Anh thấy em khoanh gần hết rồi đấy phải không? Cái này mới là lên được lớp lọc 2 chứ phải không? Hay là lớp lọc 3 rồi đấy? Lớp lọc 3 rồi đấy. Lớp lọc 3 thế á? Thế vừa rồi em chặt thưa thế à? Rồi em cắt hết đầu cành. À, cắt đầu cành thì nó mới lưa thưa nhỉ? Ờ, à, chưa, phía dưới là ok hơn này. Đây là cái này là vừa mới ghép này các bạn này. Đó, ghép từ vải ngọt sang vải thanh nhà ấy, hay vải tàu lai ấy. Thì lớp này nó vẫn lại đang đẩy ra nữa này. Đó. Đấy, nó vẫn đang thiếu lọc thật. Đó, này. Ghép đây. Thế này là tới nó ra quả luôn nhé. Ở phía trên đỉnh khoanh chưa? À thế à, đâu thử lên đỉnh xem nào. Cái lớp này nó đá dài này các bạn nhìn này. Đó. Đây. Đây bắt đầu bóp vào nhìn thấy lá rất là rõ nhá. Đây, cái lớp này thì tầm 1 tuần nữa thì nó sẽ đỏ. Thực ra cái lớp này vẫn còn sâu rất nhiều các bạn này. Sâu nó vẫn nhiều này các bạn nhìn đây. Đây còn sâu con. Sâu vẫn nhiều lắm Dinh ạ. Lớp này sâu nó dựng đứng luôn này. Lớp này nhiều lắm. Nhiều sâu nhỉ? Đấy, cân sâu đấy nó nở luôn này các bạn nhìn này. Đấy, sâu con này bằng cái tăm cái tóc ấy này. Nhiều cực kỳ nhiều luôn đấy. Nhiều thế. Đấy, phải, xong phải phun luôn nhé. Không, hoặc là nhiều nhà ấy, nhiều bác không để ý. Sâu nó, tức là cái mắt vải nó ra, cái mắt vải nó đẩy ra khoảng một chút ấy. Nhưng mà không để ý phun thì sâu nó ăn luôn, gặm cụt luôn. Và cái đấy thì rất là lâu ra mậm các bạn ạ. Rất là lâu ra lọc. Gần như là nhỡ một lớp ấy. Đấy thì nhiều nhà cũng như thế vậy. Còn cái này tầm này nó ra rồi thì các bạn sâu nó mọc lên thì các bạn chỉ cần đá qua thôi, đơn giản thôi là chết. Nhưng mà 1 tuần thì phải quậy lại bởi vì sâu nó lại nở cực kỳ nhanh luôn các bạn nhé. Phía bên kia có 1-2 nhà vườn đỏ đỏ các bạn. Còn đa phần là cái lớp vừa rồi, cái lớp lọc vải thứ 3 vừa rồi là do thời tiết vừa rồi nó rất là nắng và ấm nhé, và có tạo điều kiện cho lá cực kỳ nhanh ban lá thì lại dẫn đến là hiện tượng là nhanh đẩy lọc đó. Đấy, nên là không để ý hoặc là khoanh không kỹ. Một số mà khoanh rồi nhưng mà nó không kẹt được thì nó lại đẩy lên tiếp. Đẩy thì theo kiểu là một là khoanh tiếp hay chẹt, hai nữa là kích để giữ lên lớp lọc 4. Thế là tùy các bạn thôi. Nhưng mà mình nghĩ là thời điểm này thì khoanh thì rất nhiều nhà khoanh rồi, mà chẹt thì hơi đuối nhỉ. Nên là thôi cố gắng giữ nhá, giữ. Mình giữ thôi, mình sẽ không cho ra lớp lọc 4 đâu các bạn ạ. Còn như thế này thì đúng là như thế này thì chịu, như thế này thì phải cho lên rồi. Đây, như thế này thì cho lên rồi. Đó, như thế này thì cho lên rồi, không chẹt không chiếc gì cả. Đây sâu đã bò ngoạm rồi. Còn đầu bốp bốp bây giờ là giữ luôn các bạn ạ, mình không cho nữa. Đó, phía bên này chắc vừa rồi tỉa mạnh quá nên cây hơi đuối lọc hơi thiếu này. Còn lên đỉnh nữa nhé, có lẽ lên đỉnh thì mình không lên nữa. Và mình đi sang ngang nhé. Khu bên trên này tưới hết rồi em ơi. Khu bên này là tưới kích hết rồi này. Kích từ trên đỉnh nhìn lên. Theo từng cái băng núi một. Trước đây là cái núi tương đối dốc ấy, nhưng mà làm bằng tay ấy các bạn. Làm bằng tay thành ra là san bằng tay rất mất nhiều công sức ở đây. Đó, còn ở phía dưới toàn bộ là táo rồi các bạn cả. Đó, cực kỳ. Cánh đồng táo len lỏi ở dưới những cái thung lũng này, nhiều vải, nhiều táo lắm. À, vải thì ở phía trên nhé, nhưng táo ở phía dưới bao giờ thì len lỏi trên những cái gọi là chân những quả đồi. Nào sang phía bên này xem nào. Wow. Oh. À đây phía bên này thì cái vườn này nhà ông chú à, cũng khoanh rồi này, nhưng vẫn đang đẩy này các bạn này. Đây bốp đầu đấy các bạn này.
Đó, mà khoanh rồi đây. Nói chung là các vườn ra là khoanh rất là mạnh rồi ở khu mình ấy. Đó, đây khoanh rồi đây. Đó, đặt vòng hết rồi. Mình cứ chờ một tuần nữa. Đấy, còn đây thì cơ bản các bác ấy khoanh. Khoanh hết rồi đấy. Khoanh nhưng đầu vẫn bốp nhé. Đầu vẫn bốp thì khả năng không lên được. Tầm này thì chắc khó. Còn nếu cứ lên là bằng mọi cách là không cho ra nữa. Wow, toàn bộ là đồi vải hết đấy. Đấy, toàn bộ là đây là đã khoanh hết rồi này. Đó. Bây giờ chờ đợi xem cái lớp này, lớp lọc 4 của nhà em này nó thế nào nhé. Đấy, thì đây là nó đốt bốp mạnh này. Thì chờ khoảng tầm 15 ngày nữa thì nó sẽ dày lá hơn, sẽ yên tâm hơn. Đấy, còn như thế này thì đấy, khoanh tận này được khoảng một tuần đấy, những cái vườn này khoanh được toàn tuần đấy. Wow, có cây táo con mới trồng. Cái này em tưới từ hôm nọ một lần rồi phải không ạ Dinh ơi? Đây thấy lốt tưới. Kích tưới kích nước lần này lần thứ hai à? Thế cho đạm chưa? Kích mỗi nước không á? Em cho nắm đạm vào. Em cho mỗi cây nắm đạm vào cho lên nhanh Dinh ạ. Ở à, phía dưới là khoanh, còn có khu giữa giữa này là đang kích đây phải không? Ở dưới này lọc nó hơi đuối nhỉ, hơi thiếu lọc. Ông Đoàn khoanh hôm nào đấy? Anh thấy ở khoanh chắc nhìn cái lốt kia cũng phải tầm 4-5 hôm đúng không? Đấy, đây thì em cứ cho nắm đạm vào xong này phun cho ít bón lá nữa, vì sâu cái lớp này ra nhiều mà. Ừ. Tầng này mưa thì lại êm nhỉ? Đấy, không cả ướt đất, gọi là ướt lá thôi. Đây đến chỗ này là không phải kích nữa phải không? Chỗ này là khoanh rồi đấy. Khoanh nhưng mà cảm giác vẫn đầu bốp Dinh ạ. Phải khoanh lần nữa. Thế chuẩn bị chiến anh thấy cũng thấy mọc má lựa ra đấy đấy. Em chắc phải khoanh chắc phải chục ngày rồi phải không? Phải. Ờ, anh thấy một số còn nảy má lựa rồi cơ. Cái này em lấy cái dụng cụ khoanh nào đấy? Khoanh móc à? Anh khoanh thì khoanh móc cảm giác không sâu lắm hay sao Dinh ạ? Cái này cảm giác chưa đến thân gỗ đâu. Anh chơi anh cứ dã bằng cưa giặt cho bao giờ ra mùn trắng thì thôi. Cái này khoanh cảm giác chưa sâu lắm. Đó. Đấy. Mời các bạn lên ngắm đồi vải, thăm đồi vải nhé. Và lại chuẩn bị đón mùa vải nhé. Cái mùa mà nhộn ràng, rộn rịp nhất ở trong năm của huyện Lục Ngạn đấy các bạn ạ. Táo của đội mình thì cũng là bình thường, nhưng vải thì nó là mới là khủng khiếp. Vải, bởi vì vải thu nó có 20 ngày đến 1 tháng thôi. Mà nó rơi vào khoảng 200.000 tấn các bạn ạ. Đấy, đương nhiên một ngày nó rơi vào khoảng 7.000 đến 10.000 tấn một ngày tiêu thụ ra. Các bạn thấy nó khủng khiếp không? Nên là nó đông lắm. Còn táo đội mình thu đến 6 tháng cơ, 5-6 tháng cơ. Mà sản lượng nó, diện tích nó không chưa bằng vải được. Đây, mình vừa giới thiệu các bạn là khoanh thế nào, khoanh thời điểm nào và kích thế nào cho lọc 3 hay lọc 4 thì tùy mỗi người thôi. Nhưng mà đội mình là bắt đầu vào giai đoạn là chăm vải, kích vải đây. Đó. Chăm vải, kích lọc vải đây. Đấy, khoanh rồi nhưng vẫn bốc đầu này các bạn này. Đây, khả năng em này phải khoanh thêm, giật thêm lần nữa hoặc là cho sâu hơn này. Đấy. Cái này này, búp đầu này. Đây, bốp nữa rồi này. Đây, lên lá rồi này. Đây nhá, cây này là cây khoanh rồi nhá các bạn nhé. Đây. Đó, khoanh rồi đây. Đốt khoanh này. Đấy. Đây thì của các bạn thế nào rồi? Bạn khoanh chưa? Còn khu vực Tây Nguyên thì có lẽ là làm sớm hơn nhá, vì vải u hồng mà các loại vải ở trong Đắk Lắk, Đắk Nông ấy, vải u hồng, vải thanh nha. U hồng, u trứng cái trong đấy gọi là các bác cũng đã khoanh rồi phải không các bạn? Đây, các bạn cùng comment nhé.
Thì hôm nay mình giới thiệu các bạn là tình hình vải ở chỗ mình nhé. Đã khoanh, nhiều nhà đã khoanh và nhiều nhà chuẩn bị khoanh. Và nhiều nhà thì đang giữ lộc 4 nhé. Và hai là vải thì rất nhiều nhện đỏ luôn nhé. Thì các bạn cũng lưu ý là triệt luôn nhện đỏ đi nhé. Mình vừa thăm vườn nhà mình rồi. Có lẽ nắng lên thì khô ráo thì mình sẽ phải xử lý cái nhện đỏ qua đi xong trước khi cho cây nó ra hoa nhé. Cái nhện đỏ năm nay cực kỳ nhiều. Nhưng mà nếu mà một mình triệt đấy thì một mình diệt nhện đỏ thì các vườn khác mà không diệt thì cũng không giải quyết nhiều vấn đề đâu. Bởi vì nhện đỏ nó lây cực nhanh luôn các bạn ạ. Đó, thì cũng xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Hy vọng mùa vải 2023-2024 thì bà con Lục Ngạn lại được mùa, được giá. Vì 2 năm vừa rồi thì vải móc cũng hơi thất thường và hơi đuối. Ví dụ nhiều bác làm đẹp thì vẫn bán được giá trên 20 nhưng mà đa phần thì bán giá dưới 10k. Đó. Và tương đối là vất vả. Đấy thì 2 là một cái năm mà dự báo thời tiết nó cũng không thuận. Thực sự là làm nông nghiệp đến thời điểm này, những năm nay trở lại đây thì mình dùng cái từ biến đổi khí hậu ấy, thực ra là nó biến đổi giữa khí hậu rất là rõ rệt nên làm cũng tương đối vất vả các bạn ạ. Bởi vì là nó phụ thuộc, làm nông nghiệp, làm cây ăn quả, làm tất cả mọi thứ nó phụ thuộc vào thời tiết và thiên nhiên nhiều. Mình điều chỉnh hoặc là mình tác động thì nó cũng chỉ một phần rất là vừa phải thôi. Nên là hy vọng là năm nay thời tiết nó như thế, nhưng mà các bác anh chị em tập trung chăm sóc, tập trung gọi là để ý thì là vẫn ok các bạn nhé. Đấy, khoanh và giữ lọc để chuẩn bị cho mùa ra hoa vải 2024 này thành công. Một lần xin chào và cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và các anh chị đón trong các video clip tiếp theo. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn. Đó, trước khi kết thúc video thì mình vừa gần lên đến cái đỉnh các bạn cả. Gần lên cái đỉnh kia để nhìn xuống đấy, rất là cao luôn đấy phải không các bạn. Đó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip tiếp theo. Đâu con xem. Thử lên con bà. Cái này ngon hơn. Lại giai đoạn bóc nhãn. Rồi ai cũng bóc nhãn. Cây có mà cả làng. Cả làng bóc nhãn á. Cả làng mày lại quay. Ngon. Để mời các bạn ăn nhãn sấy nhé. Em bé còn bác bên này đó. Đây. Bóc nhãn được tiền hơn đi công ty này. Một ngày được 50.000 bóc nhãn á. Rồi. Hoành tráng hơn. 50.000 một người đấy. Trước khi mà có chăm vải thì giờ về bóc nhãn. Ôi nhưng mà được ấy, cho anh quả nữa. Cho anh nhắm vàng ấy. Ngon mà em thấy ăn nó ăn được mà. Cái dai nhỉ? Dai được. Nhãn sấy. Cái vải sấy nó ấy quá, nó ngọt sắc quá. Cái nhãn ăn thao thảo nhỉ, vừa vừa chứ nhãn vải sấy ăn còn căn nữa. Cái này ngâm rượu à? Ngâm cả hạt luôn à? Ngâm cả hạt á? Em tưởng là bóc hạt. Bóc hạt. Long thì nó, long nhãn nó rất là mềm mà nó mỏng ấy, nhưng mà ăn lại ngon các bạn. Đây. Đó. Mời các bạn ăn long nhãn nhé. Lên thăm vải và đi ăn. Ôi là rượu. Quả này mới ngon này. Ngon nhỉ? Đây cái quả nó mà lòng vàng. Đây các bạn ơi. Đấy cái lọ, cái long của nó nhịn nhịn ra này nó mỏng mỏng ấy, nhưng mà kể ra cũng ngon phết đấy. Cái quả hồng vàng ấy nhìn bắp ra nó vàng. Ừ, nó cái màu rồi. Được. Nhãn này là nhãn sấy mình hay nhãn sấy đâu nhỉ? Long An. Long An kìa. Bà bóc nhãn bà ơi. Ừ. Đấy đã làm lúc được nửa bao ấy. Cái chỉ mỗi bóc vỏ đây gì? Bóc cả cái hả? Long ơi. Chết bóc cả long ra nữa. Em xì ơi. Rượu đấy á. Thôi được con trai này nhá. Bà còn trộm mãi với đường đấy. Đây rượu nhãn đây, giờ mời các bạn nha, mình uống luôn rượu nhãn luôn đấy. Ông đạo hồi xưa ông chả sấy một dỗ đầy. Đâu bà rót cho con một năm rồi. Đây bác đưa cái quả như này mình ngon. Quả này ngon á, đâu thử xem. Không biết. Ừ. Quả nó dẻo dẻo dai dai em ạ, ngon nhỉ. Ngon. Ừ. Cái quả đen đen này không ngon. Mời các bạn uống rượu nhãn nhá, long nhãn này. Nha, mời các bạn. Cho bác cả cái kia bác cả cái. Ui, rượu nặng thế. Rượu chẳng nặng. Ui, rượu nặng thật, ngon thật. Ngon nhỉ? Ngọt nhỉ? Ngọt thật, ngon thật, thơm lắm. Uống tí sặc. Quả ô thế ông mới ngâm nhiều lắm mà bà chả thử đâu. Ít nhất chỉ để mỗi thằng này quả thôi chứ. Ôi, chúng lấy đi ăn. Chưa, bà có ngủ chưa? Để tí con sang con xúc một nửa vậy, con về con ngâm rượu. Thế. Ngon. Ôi, quanh quẩn quẩn, bà đi nấu ăn thì quay ra. Thật, bà đi nấu ăn là con thật chỉ bằng đấy là thao ngâm. Thằng này mất 400.000 của bà đấy. 400.000 á? 400.000 một cân đấy. Thế là 400.000 một cân à?
Ôi, ác thật nhỉ, 400.000 một cân. Bạn nào ăn không thì ngâm rượu để ấy nha. Đây mình trêu trêu vậy thôi nhưng phải nói rất là ngon luôn đấy. Trước khi đi quanh vải, trước khi ra thăm vải là thế. Đây, còn táo giống nữa các bạn ơi. Cực kỳ nhiều luôn nhá. Cây này vẫn đang non, chưa đến độ đánh được. Cái khu vườn này chưa được đánh được. Còn thì bây giờ táo giống thì mình vẫn cho anh em đang gói ở nhà để tí đi gửi cho anh em nhé. Về Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Lào Cai rồi tất cả các anh chị em nhé. Còn đánh ở vườn già nhé, còn vườn non thì chưa đánh được. Đó. Và mời các bạn ăn nhãn sấy. Ok các bạn. À, mời các bạn.